Trận đấu thứ ba, và trong lúc này thì chúng ta lại xin nhìn lại đội hình thứ hai một chút. Thì vừa rồi là đội hình đội màu xanh, không có Tăng nhưng lại không có AD nữa. Tăng thì Tăng rất ít, cũng có Tăng mà Tăng rất ít, Tăng semi thôi, và không có AD. Và trong tình huống đó thì thua thiệt rất là nhiều. Và cái lối đánh thấy ở trận 1 thì đã không có no hope rồi, mà trận 2 còn no hope hơn với meta mới, nên là ok, never mind mọi người à, tiếp tục đánh à, tiếp tục rồi. Và ai đang xem clip này thì mọi người hãy cho mình xin một một like, một follow, một subscribe trên YouTube mọi người nhé. Và có thể đăng ký kênh Nemo của mình live stream lúc 21 giờ hoặc là 8 giờ sớm hơn trên YouTube Nemo và TikTok. Trên 246 thì mình stream YouTube và Nemo ha. Còn 387 thì mình stream TikTok. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hy vọng mọi người luôn ủng hộ mình để mình có nhiều thêm động lực ra thêm video nữa. Cảm ơn mọi người. Vâng, chào mừng mọi người quay trở lại với game 3 trận đấu ngày hôm nay. Ok. Ok mọi người ơi. Đông CP lại với con bài Sivana, đông CP đi rừng rồi. Hết AD, hết Dimitri giờ lại qua rừng. Giang thưởng là XP. Cô đáp đai đi top vị trí của Baron Kaiser. Và quay trở lại vị trí đường AD chính là anh Hiếu. Phải tu phải mà nó chỉ biết tay là ai. Một hồi vũ hay ai rồi. Team đội hình kia thì vẫn đội giữ nguyên, tôi nghĩ là giữ vẫn giữ nguyên đội hình đấy. Để đổi đổi rừng với lại là top và support thôi. Đúng không? Không, Kelly đi support rồi ạ. Kelly support. À không, Kelly góp vậy. À Mafai đi support. Mafai cầm dịch chuyển lừa vậy liền. Em Trinh thì rừng cầm trong con bài tủ Kha'Zix. Bây giờ có thể thả luôn Kha'Zix cho em Trinh chơi rồi, không biết cái trận này rừng như thế nào đây. Nhưng mà có thể sẽ khốn nạn hơn khi mà Kha'Zix trong tay là một con bài rất là tủ của em Trinh rồi. Thầy thì vẫn trung thành với con bài level lăng Mafai của MT Flum. Và anh Đạt thì giấu ba đi đi. Là hứa chiều nay là Đức đi với Hiếu thì là không có rồi. Chưa, tôi vẫn nghe thấy tiếng hai hai người hỏi thăm nhau chiều nay đi với tao nha. Ok, chiều nay có lời hứa rồi nha. Nhưng bây giờ thì không, không có lời hứa nào cả, tất cả là bịp bợ. Bịp khán giả. Sao chúng ta cùng thưởng thức trận đấu thứ ba này các bạn nhé. Ok mà ơi, là ăn cơm trước đi. Ok, mình sẽ phải xuống ăn cơm để mọi người xem trận ba này một cách chiều nhất có thể ha mọi người ha. Ok, no problem ha mọi người. Xuống ăn cơm, mình để máy đây mọi người. Ok chứ. Xuống ăn cơm, bỏ luôn cả streamer, bỏ luôn cả cutter. Xuống phải là chén nữa. Nhưng mà ăn cơm với gia đình là quan trọng nhất các bạn ạ. Có mẹ đói là mình cũng phải ăn thôi, mình đói rồi. Chiều về thì mình hay là một cái bánh ngọt. Bánh quy người ta rắc đường mọi người, ngày mai mình hai mua quá đó mình ăn hết lại hai hộp bánh đường ấy rồi đấy. Tiếp và Kelly với lợi thế đi đường rất nhiều kinh nghiệm, run người các cổng cao thủ máu ít thờ nhà này vẫn đánh rất máu với anh dưỡng bơm máu rất là nhiều. Vâng, chịu đốt luôn rồi. Dưỡng làm được gì đây, anh dưỡng làm được gì đây. Vâng, fight to fight là ai đi mít đấy nhỉ, rất ổn định với thầy đấy, solo được với thầy đấy. Big Ari chôn thầy rồi. Thầy không lại, Ari chôn này thắng được luôn. Ui, chúng ta vừa thấy một highlight của rồi, highlight sẽ kết thúc rồi. Top kết thúc rồi. Highlight sắp kết thúc rồi. Hai top đang đùa giỡn nhau rồi. Nhưng có được không, có được không? Có thể là làm được. Cái nữa. Ui dồi ôi, đông gì bì à. Bì lây rất nhanh nhưng mà không thể ăn mạng được Đức Cầm. Hỏi chấm rồi, ghê rồi, hỏi chấm rồi. Nhưng mà chúng ta vừa rồi chúng ta được thấy tình huống ít máu hơn lại căng được anh giữa của Đức Cầm.
rất hay đối với người các cộng cầu thủ, và so sánh với một bạn đồng đội. Thôi anh giữ anh chỉ nhà xin lỗi. Ngày mai mình không lên công ty nha, mọi người sẽ tìm lại clip để mình coi nha. Mọi người cố gắng edit clip này nhanh nhất có thể và gửi lên cho mọi người xem vào ngày mai. Thì clip rất là nóng. Còn những clip game sau thì mình sẽ edit sau. Mình còn một đống clip mà mình chưa thấy clip được. Rất là lười thì ngày mai xin nhật mình dành thời gian mình làm những clip đó. Không có mặt gì hết nhưng mà riêng của mình thôi. Sao không phải nơi và để cho mình hứng thú công việc biết là Hiếu có nằm xuống không, không có tốc biến cho vị trí của Deflum rồi. Đồng bị có mạng sở hữu vừa rồi, bị gỡ được mạng. Vẫn còn âm mạng chứ có mọi người ạ. Còn bây giờ thì sao, rất mùi ngon với anh Trinh rồi, mùi rất ngon, đặc biệt. Anh Hiếu rất là khóc nhào đấy. Trinh rất là khó chịu khi nó biết ăn được rồi, nó thả biểu cảm vào người ạ. Tôi người chơi rất là khó chịu mà tình huống nhiều khi tôi chửi thề nó rồi đấy. Mà lỗi do anh Hiếu không chịu về, anh Hiếu bán. Không quan sát đường. Không quan sát, không có mắt. Không là không có mắt lại cho đội đỏ nha các bạn. Không có mắt cho đội đỏ. Ui giời. Anh Dưỡng đánh như này chết rồi. Sao ăn được thằng Đức đây, thua máu thằng Đức rồi, giờ nó cầm hai bút nó xoáy nó chơi anh giữ ngay choáng này, choáng xoay lại choáng rồi đánh tiếp xoáy nữa, ui xoáy nó có giáp mày đấy, không bao nhiêu đâu. Vâng, dưới lại với trao đổi chiêu thức rồi không ổn à. À không, bằng ổn. Đây, camera sẽ tự di chuyển và mọi người còn cái nhé, mình xuống mà ăn cái cơm. Ok mọi người, bây giờ mới 5 phút cuối cùng mình sẽ after tiếp vào 5 phút nữa. Ăn xong rồi chán chắc là 10 phút. Ui trời, hay nha. Hay quá, anh Dưỡng có thể anh Dưỡng đi đâu cũng phế, anh Dưỡng có máy PC ở nhà nữa mà. Điện thoại là không ổn rồi. Điện tay như thế này không ổn rồi. Và em Trinh lại xuống bông. Rất khó chịu. Timo có nằm xuống không? Timo có thể thoát rồi. Rất khó chịu chỉ của em Trinh. Mọi người thả con giết cho nó sai rồi. 2-0, 3-0. Số điện thoại của ai đây? Vâng, tiếp theo là con rồng. Nằm trong mục tiêu của em Trinh. Top thì rất là thảnh thơi và bây giờ em Đông CP đang cài cắm xuống sâu, đang dự định cho mình xuống sâu. Thầy thì vẫn là người biết tham ở mid và đã có tình huống di chuyển ở đường mid rồi, mà đang thấy em Trinh ăn rồng và không biết cặp đôi đường boss ra rồng hay không đây. Ra rồng rồi, có trừng phạt hay không? Có trừng phạt, rất may mắn. Và cũng nằm xuống bây giờ có thể là của mình tình lực không có thoát được rồi. Không thể thoát được tình huống này. Tình huống bây giờ. Ui rồi ôi. Ai giáo ba nằm xuống mà không thể nào cứu được mạng của anh Hiếu. Ôi chặn này căng này mọi người. Chặn này căng, chặn này không thể xuống ăn cơm được mọi người ạ. Ui giờ không dám đánh cho mình hoặc không nổ cơ. Ui giời. Thầy rất rén. Anh Hiếu vừa rồi tình huống rất hay khi mà không chết. Điện top thì rất còn đánh được. Rất chơi được anh Dưỡng. Dưỡng tụt máu liên tục, không hiểu sao tụt máu lên đồ nhiều món đồ. Rất bây giờ đang là chỉ là một cái đao ấy thôi, nhưng mà đánh hầu như là không mất máu. Và cái chim quy hút máu rất là nhiều mọi người ạ. Quy hút máu rất là nhiều, còn kinh khủng. Để cầm cá sấu thì rất là khó chịu. Và thầy này vừa phô trương kỹ năng vào face to face ăn ngay canty của Adriel. Rồi sao đây? Canty lại lên rồi, lại khó quỷ rồi. Bọn canty đã tăng thêm đam nhiều hơn. Sao không? Có sao không? Vâng, một pha lừa. Một pha lừa đến từ vị trí của Đức Cầm. Mãi đứng im mà tóc biến trở lại. Đứng im làm đối thủ tổn thương đã bỏ rồi. Không thể còn chụp. Nhưng với số lượng máu đó thì bà chủ rất là dễ dàng. Và anh Dưỡng cứ nghĩ rằng là mình sẽ thoát thôi. Nghĩa là một tình huống sơ hở. Và anh Dưỡng bây giờ tỷ số đang là 0-3. Anh vẫn chưa di chuyển để di chuyển lên cuộc đường top.
và đang đẩy top vào đang giết của Đức Cầm. Bó thì tôi nghĩ là vẫn ok đấy, vẫn ổn hơn đấy, vì cây xa của anh Đạt đang rất bất ổn, vừa được đánh rất là nhiều nhưng mà mạng thì thuộc về em Trinh thôi. Trinh là ăn cho mình không sâu rồi, được ba sau là được sau đầu tiên rồi. Đồng GP thì vẫn đứng ngắm ngó cái khu vực red. Vâng, bây giờ thì Trinh nó vào luôn khu vực red rồi, nó không sợ gì cả, nó kéo cả anh Đức vào mà, Đức Cùm vào mà. Và dưới boss này, dưới boss này thì sao đây, Đồng GP vẫn đang ăn mình bãi chim và đang thấy mùi mất chim rồi. Bây giờ mất chim rồi thì sao, phải bay thôi, bay như nào đây, bay có được hay không? Vẫn bay được, mà tốc độ chạy của con rồng là vẫn là nhanh, vẫn là nguy hiểm, mặc dù thiếu đam thôi. Và quay trở lại ăn bùa đỏ thôi, tốc độ em ru của Trinh và Đức Cực. Anh Trinh không dám vào rồi. Ui trời ơi, đây một pha đấm hụt của Mate và Lâm, không biết ai đang điều khiển con tướng này. Trong khi định hướng chơi của Darius thì rất hay, nhưng định hướng vừa rồi thì là rất dở. Thầy phải tôi phải xuống ăn mạng của thầy giáo ba rồi, bây giờ nằm xuống thì không thể nằm sống sót nữa. Rất êm cho đội đỏ, đội đỏ vừa rồi mình hướng lật kèo 3-0 thì ở dưới không có 0-3, rất ổn ạ. Mà chặt này có vẻ khá căng, anh em thì bột thằng Vũ cái à, thằng Vũ chơi MT Flum, thằng Vũ nãy đánh nó đánh nó rất là ổn. Còn phải to fight là em Như đã như đường Vũ, như Vũ. Vâng rồi, xong rồi, như nào đây, như nào đây, không thoát được. Vũ vẫn thả cho anh Hiếu về, Vũ rất thưa anh Hiếu. Còn đường top thì anh giữ không giống liên pha mọi người ạ. Bây giờ anh Hiếu thất học rồi, bây giờ số trụ liên số đánh của anh là 54. Ủa, dám đẩy vào trụ liều liều lĩnh như vậy là đúng của em Vũ. Vũ nãy có cú tông hụt rất đẹp mắt, đâu đã ghi lại được rồi. Giờ thì sao đây, giờ thì sao đây, thầy không ổn rồi khi mà đằng sau chứ là đông GB, nhưng mà là ai nhưng mà bây giờ thì phải tôi phải đọc xuống rồi. Em Như đi mid với thầy, đang mid solo với thầy. À sai rồi, đông GB sai rồi, đông GB vừa bị đánh lừa bởi tình huống của thầy và phân bóng rất hay, rất điệu nghệ. Đông GB này cay giái lắm đây, hôm bữa thì thầy cay đông GB thì hôm nay đông GB phải cay giái thầy. Phí tư quỳ đã mít được khu vực đường xong và đang hướng xuống phục boss. Còn quay lại khu vực đường xong ăn cho mình vị trí là đông GB, không biết đông GB sống hoặc không, không có rồng ở đây, không có rồng. Và ui dồi, đông GB đã sống nhờ sự hỗ trợ của anh DSB lên rất nhanh, anh Hiếu và Giang ra rất nhanh, cặp bài đánh rất là ổn định này. Bây giờ là con rồng thứ hai dành cho đôi đội đỏ. Trình chết rồi thì không còn dành cho đội đỏ chứ dành cho ai nữa. Anh Đức, Đức Cầm vẫn miệt mài solo với top, tí nữa nó xuống nó hút thì chết. À đây rồi, đội đỏ như nào đây, đội đỏ như nào đây, đội đỏ ạ được không? Ui thầy ông ba đứng ngay một cục, bây giờ vẫn lời hơn 2-2, quá là một con rồng dư. Bây giờ Trinh thì nó ra rồi, Trinh nó ra nó lục hết. Con rồng dành cho thầy, vui ra thầy ăn được rồng cơ, ảo thật đấy. Con rồng thứ hai dành cho vị trí của xanh, nó một pha cướp rồng hoàn hảo. Vâng, ai hụt rồi, ui rồi tí chết nhá, may tình huống nó có mắt. Đúng vừa rồi đợi xanh có mắt ghê, chữ như đấy, đội xanh có mắt thấy được vừa rồi. Anh Dưỡng vẫn là cái gì đó ăn hành là trên top, mình xúc rất nhiều mà mồm. Thầy giáo ba solo với em Gia đừng là của nhau. Vâng, Đức Cầm có dạy được không đây? Không chạy được. À chạy được, ăn luôn mấy chứ không được, ăn được. Vẫn còn nội tại gì đó của cả sáu hay là tiêu đốt không biết. Từng là của nhau Giang Đạt,
bây giờ là hai ngày Achisa, Giang Hiếu. May là công ty tôi chưa có Atin Mai, Giang Mai rồi chết. Chờ nó luôn. Hiếu đánh này rất tự tin. Với sự hội trang máu của Giang Mai. Nhanh đi mọi người, đang đói bụng. Đang đói bụng rồi, ui dồi ôi. Tôi vẫn chưa kịp thấy cái gì mà sao chưa quy cũng không cả diễn xa thế không biết. Vâng, lại là tình huống quen thuộc. Fight to fight à, người thầy không biết lần này có lừa được không. À, mà khóa thành công mỏm của ông GB rồi. Chạy về phát em ru. Thằng Busan không thể ăn luôn ông GB hay không. Không có anti để biến biến rộng. Và bây giờ thì anh Hiếu nằm xuống luôn với chủ đường đó. Thấy chưa, mọi người thả con cả giết ra làm gì, cho nó chơi làm gì, nó gái kìa. Giết 5-2 không thua kém gì vị trí của anh Đức cả. Bây giờ là bắn bom. Nó vẫn cày. Rồi bây giờ là tình huống của anh UBT đang đi xuống. Fight to fight UBT. UBT đang hạ ốc quá. UBT vẫn bú được mạng của Peter Queen, Shin Bung Me. Cậu giờ thì sao? Ôi trời. Không xin nhề với Đức Cầm. Đức Cầm mới đánh thì nửa cay. Dưỡng đánh thì không xin nhề Đức Cầm. Anh Đạt đánh thua Hiếu rồi. Điều rất ổn định đây chứ. Bây giờ tỷ số xem như thế nào. Hiếu 2-3. Còn anh Đạt 1-4, anh Đạt bị xúc rất nhiều vào mồm. Bắt hỏng rồi. Ui rồi. Nhưng không thể bật anti làm sao được nữa. Ui rồi, thế mà thầy vẫn chết. Tình huống vừa rồi chính là tình huống của... Ui rồi, nhanh quá, tình huống này nhanh quá. Thập boss vừa rồi nằm xuống của tình huống của... không có ai nằm xuống của boss cả. Nhưng mà ở mid thì tình huống của thầy, ông nội và Đông GB. Còn trên top thì mọi người biết rồi. Anh giữa nằm xuống, anh giữa này phế quá rồi. Anh giữa không thể làm gì hơn. Mặc dù là luyện tập rất là nhiều. Luyện tập ở nhà rất nhiều với dàn PC mới mua. Anh Hiếu cũng vậy. Anh Hiếu luyện tập ở nhà rất nhiều với dàn PC mới mua. Nhưng hầu như anh tâm sự là anh chỉ chơi game Dota mà thôi. Không có game Liên Minh. Bây giờ MT Flynn là ai đây? À, là Vũ. Vũ đang làm gì với hai đàn anh của mình đây? À, Vũ không làm gì cả. Quay ảnh luôn, ảnh thằng đồng trước. Đồng trước ảnh ai nữa. Bây giờ hết anti cho cá sấu rồi. Cá sấu hết anti thì chịu rồi. Làm sao đây? Cá sấu nằm xuống rồi. Có ăn được chiếc của anh Dưỡng không? Có mình ăn được cái anh Dưỡng, nhưng có đạt được không? Đồng GB đang đấm vào mồm. Đóng vào mồm của Trinh MT rồi. À, đấm vào mồm của Trinh Peter Queen rồi. Mà nằm xuống rồi. Như boss vừa rồi là tình huống kết thúc mạng của anh Hiếu khi mà thầy xuống gần vẫn rất nhiều bom ở đường boss. Timo vẫn là một con bài đó rất khó chịu. Con rồng thứ ba xuất hiện rồi, không biết con rồng này dành cho đội nào đây. Nghĩ là kiểm soát khu vực boss tốt thì là được săn thôi. Nhưng mà được săn mắc bây giờ như thế nào đây, mắc rất là nhiều. Nhưng mà khu vực rồng chưa có. Ui rồi, không chết. Anh tây hụt rồi của anh Hiếu. Tiến về khu vực tím, bị xúc. Không xúc được, và bây giờ là anh Đạt nằm xuống thay cho vị trí của em Vũ. Bám bây giờ thì đớp thôi. Nhưng chỉnh của bạn là không một bị dính hùng gió một thầy không một bộ thầy đi rồi. Dính hùng gió của Như chứ thầy quay trở lại solo nhưng không nổi. Còn giữ thì đến kênh gì thôi. Nông GB đã ăn cho mình một rồng thứ ba.
rồng thứ ba của người ta hay là rồng đầu tiên của em đâu. Trời đã tối rồi mọi người ạ, à. Tôi đói rồi. Bãi chim gặp ngay vị trí của trong Ruby, không có mắt Ruby bật ngay anti rồi chơi, rồi chơi luôn ở Đức. Đức là đó là không, Đức không có cho mình đồ tạ thì rất là phế. Đằng sau ui sao phải ôi đập bật đồ tường vẫn không lấy lại được cái đông Ruby cơ mà. Đông Ruby bây giờ bãi tư đã xanh lắm rồi, đam như phải lên phế mọi người. Tình thì mới được cái đen đều 6-3 tạo tạch sức thì chơi được, không có cách nhau quá nhiều về tiền và những sức mạnh. Bây giờ thì nhiều người có sống được không? Vẫn sống được, thật sự là may mắn đấy. Rồi, chạy bởi cặp đôi Giang Đạt, Giang Hiếu. Giang Đạt thì đang để đường mít. Lần nữa chụp được mít này. Baron ra rồi, thứ 20 rồi. Red team's turret has been destroyed. Ăn cho mình chụp được mít thì cũng ăn cho mình được top, ăn được đường bot. Và Trinh rất cực nhã, nâng cho mình tiến hóa level 1, tiến hóa được cánh và chiêu phúc rồi. Còn Dưỡng thì sao? Dưỡng tỷ số bây giờ là 0-6. Ai đang gọi điện cho anh Dưỡng vậy? Dưỡng 0-6 không nhắn cho mình ra đường mít farm luôn cơ mà. Vẫn có cũng định trong việc có một cái tay nó có thể là gồng gánh được, nhưng mà cho hai giờ trước được chưa thấy gồng gánh mà thì xem như thế nào. Em Giang thì vẫn miệt mài đi đánh mắt và đặt bom, ba con mắt và bốn cái bom, sốc đồ rất nhiều, bom được giảm ở dưới boss rồi. Anh Đức có thể muốn về sớm đó, mà Đức không muốn về mà muốn ở lại ba. Farm chưa tăng thai đấy, chưa tăng thai đấy, nhưng mà mù nhiều quá rồi, mù nhiều quá rồi, cay, chắc bọn này Đức cay lắm. À, định xuống giúp đỡ nhưng mà thấy đồng đội nằm xuống nên là Tim Xanh đã quay trở lại. Rồi Tim đang đi lập cho mình con người đá, rồi gặp sự năng sự màu của ai cũng như của T mà đã ăn xong ăn người đá rồi, rất nhanh, di chuyển rất nhanh, ta chỉ ăn trong vòng 2 giây là ăn xong được vòng đây là pha solo, bây giờ anh Dưỡng và rồi hết bạn anh T luôn rồi, hết bạn anh T thì anh Dưỡng nằm xuống. Ôi anh Dưỡng ơi, mù rồi Trinh vẫn sống, Trinh vẫn sống, Trinh nó vẫn chạy được. Ôi, kia là có 3 người vẫn chạy được. Nhớ đang vòng lại để làm Kimo. Nhưng mà nó có vòng lại được không? Nó đang bị đứt vì đối anh Đức gặp trong BDB bây giờ rất là rén rồi. Bán được nữa. Một phút 22 thôi. Trinh vẫn đang được mài đi săn lùng con Kimo. Nhưng mà có lẽ là hết rồi đấy. Ở đây thì gặp như một dây kia thì gặp đông GP, cái nước lùi về thôi, may mắn là đã nhảy được và có được cái chiêu hung gió của như một tên, không thì tình huống nó phải nằm xuống rất là lâu đấy, cụ thể là 2-3 phút mà là sống như vậy. Cái Queen bây giờ phải chạy tụt quần không đánh được nữa, tóc biến theo không nhảy, không còn nhảy, nằm xuống như tay của đông GP. Trong GP trận này rất quyết liệt, có thể là muốn làm lại tất cả những gì đã mất. Đầu những pha hành thì phải hành này được dịp rất hạ hê rồi, mai là bên công ty cũng rất là ồn ào rồi. Nhưng mà mai tôi không có tham gia với công ty mọi người nha, nhưng giờ tôi gái trước. Tôi gái trước mọi người. Tình huống mọi người đang mang lắm. Ôi dồi. Và hút thẳng mặt trong GP của anh Vũ. Ai đó của anh Hiếu và mặt em Hiếu. HB đi farm cơ mà. Như
tới bảo FB là farm cái gì, đi về. Mặt tím cắn rất nhiều ở khu vực đường boss. Rồi cùng xem mắt của hai đội như nào nhé. Thì đỏ là thiếu mắt, top này. Thì còn có anh giữ màu gắp boss thì top, đi farm, đi cày, để cút chạy lên. Đồng CP ảo tưởng như là sức mạnh quá nhiều rồi, phải nằm xuống rồi. Bây giờ là chiếc của Giao chết không? Không chết. Bây giờ là không chết. Vẫn hứa Nga tiền. Thua nhau chỉ 500 đồng. Vâng, và chiếc của công cho mình một mạng 27. Anh kiếm được 2 mạng rồi đấy. Đức cầm đánh rất thoải mái, Đức cầm đánh tự tin khi mà 5 CP đã nằm xuống rồi mà không dám đánh giữa cái mà anh chỉ dòng người phía sau đánh thôi. Dòng con do thấm à, bây giờ đỏ không có mắt để làm cái thằng rồng nữa. Cái khu vực rồng như thế nào. Bây giờ ta sẽ kiếm một đội xanh, tạm nhiên một đội xanh. Rồng dự bị ra rồi. Giờ phải làm sao phải nắp con rồng đi em. Ôi dồi ôi. Mai có thằng bắt rồng. Thì là đó là tình huống kết thúc mạng của rồng dự bị cho Đức Cầm. Trinh vẫn chưa muốn về à, cũng mang cho mình một người đá nhưng các bạn sai lầm với Trinh ạ. Đông GP đang gần như là hồi lại nội lăng để biến thành rồng rồi, đừng giả cờ mở lại. Đông GP bây giờ đã có đủ nội lăng để biến thành rồng rồi. Mà tè phần lầm có thể nằm xuống khi mà Đông GP NT chuyển qua tường đấy. Sai rồi, mà tè phần lầm sai rồi em vũ ạ. Thôn gió, thôn gió hụt nhưng hút được, hút được. Ui dồi ôi, thầy vừa làm một pha combo, combo combo vào sau tay của em Vũ. Rất là hay, pha dụng kèo rất là hay. Vũ đủ tao rồi để dẫn trong GB và GB và ai đó vào chỗ à, như vừa tay vào chỗ, rất hay. Và máy quét bật lên liên tục rồi. Máy quét, quét cho bom đây. Cho bắn không? Đoán được luôn nhưng mà gì đây không phải. Ở khu vực Baron rất sống mọi người đó biết mọi người ăn Baron hay không. Không ăn Baron ăn mình blue kỳ lạ. Vâng, Đạt cần làm thì anh Đạt làm gì đây? Đạt nằm xuống rồi. Rồi trước khi nằm xuống thì ông có cho mình mạng của Như Mà Tê. Có cho mình mạng của anh Đạt là anh Hiếu. Vâng, xem tỷ số bây giờ Đạt thì rất ổn định là hai bên. Hai bên đánh rất căng mọi người ạ. Mặc dù chỉ thua một ít vàng thôi. Thua gặp vàng. Sao mình dẫn trước một chút rồi kéo vào. Nhưng mà bây giờ đội đỏ đánh rất căng mọi người ạ, à, không thua kém gì đâu. Nếu như mà người rừng ở bên đội đỏ đánh tốt hơn một chút. Tôi không nói gì em để em đâm CP đâu. Nâng khi bây giờ là solo một hơn là đi ăn rồng hay ăn mục tiêu. Nói chung là cũng cố gắng trong pha cướp rồng rồi nhưng mà có lẽ bọn Mai chưa tới. Mình hút nãy tôi tưởng là em đâm CP ấy cướp được rồng mà nó cũng có 2 3 gì chứ. Em ấy đã chuyển mục tiêu sang là Đức Trục, ghét là ghét Đức Trục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì chỉ có mình em Trinh ở đây thôi. Còn Đức Cầm thì đẩy trục rất nhanh, đẩy trục vào trong cục ba đường boss. Và bây giờ em Trinh đang bị lùa rồi, nhấp lùa rồi. Hai chục top boss ở trong rồi. Còn ở đây thì có ai nằm xuống chưa? Có mình Giang nằm xuống rồi. Còn hút được rồi, hút được rồi, tốc biến rất nhanh, chạy rất nhanh, thoát được rồi. Ui rồi ôi, anh Dưỡng nằm xuống, anh Dưỡng và Trinh nằm xuống, quá lời, tình huống bây giờ quá lời và không ăn được ba rồi. Bây giờ thì đẩy vào qua đường top rồi, ăn được boss rồi, phải không đẩy nữa mà sẽ lên trên top đẩy xuống hơn. Top thì có Hiếu, Hiếu tinh trục. Từ rồi kìa, nằm công nghệ trên chúng ta là một con nhỏ tốc độ chưa rất nhanh. Con rồng không thể bay theo vũ được mà cả hai đều bắt anti rồi. Bây giờ thì con rồng này không biết là dành cho ai đây. Giờ thì đang cố gắng giành giật con rồng này, nhặt cái coi vị trí ở phía sau được bạn. Được không? Sau khi cầu kéo dành cho cái kêu giang thì không giúp được con rồng thứ tư này, có lẽ là không cần khi mà vừa ăn được cái thuốc mạng ai đó. Nằm xuống là Vũ, anh Hiếu đánh trong tay Triều rất mạnh nha, Hiếu đánh được đấy, có lẽ cân tài cân sức của anh Đạt là anh Đạt thế quá rồi. Bây giờ đang đẩy xuống ngoài cũng là có con mà không lính mọi người ạ. Chắc chắn không đẩy được phục trụ đường 2 này rất đen. Bây giờ em Trinh đang ra để kiếm mạng cho mọi người về hết rồi. Này chỉ có mục tiêu rác thôi. À đây rồi. Đây có Hiếu. Có Hiếu không bấm rồi, không bấm. Hiếu nằm xuống. Ngoài này có ai đây? Ngoài này có anh Dưỡng, bắt anh Dưỡng thôi. Dưỡng quá gì để bắt rồi. Nhưng mà tớ có thể về được nhưng mà Dưỡng thì không. Nãy giờ mình đang xem mắt ở khu vực đội xanh thôi chứ không xem được đội đỏ. Bây giờ xem cả hai tình huống bây giờ chúng ta ổn định hơn. Thua 3.000 tiền, gần như là 4.000 tiền rồi. Và một balloon sẽ dành cho đội xanh, nãy không có thể hoặc đội đỏ. Nhưng mà tớ vẫn đang ăn cho mình con blue, không biết tại sao tình huống này vẫn ăn blue rồi. Và kết hợp con đỏ balloon và nếu có balloon rồi, đội đỏ cũng phải từ bỏ con balloon này rồi. Để xem như một tên Đông Chú Bi có thể làm gì. Đông Chú Bi có thể làm gì. Không làm được gì cả, quá mụn rồi. Nhưng mà có thể ăn được mặt ở đây. Ui dồi, double kill. Bây giờ triple kill. Triple kill không? Không, không triple kill. Chết rồi. Ui dồi, Vũ lên đầu đi. Vũ lên một con phép. Khăn phép thôi, không bắn phép. Được 3-2 mà FB đồ như thế này có lại ít đúng không? Và cô Đức cầm cầm đang quay đảo đầu người đang chờ con lòng tiếp theo thôi. Người kia thì cũng hai đầu bỏ lỡ hai con rồng đập một con hồ bốn rồi. Nhanh lên cho bố mình đi ăn cơm, bố mình đi tắm, bố mình đi live tiếp tim tim tiếp nói thì không thể nào mà nói được nhiều hơn nữa rồi. Bài đây có một Charlie Boy tăng cường của mình. Cá nhận Hà có bút em hãy bút em nhé. Mọi người đang xem nếu mà thích giải đấu mê bình nội chiến này có những con người thật ở đây thì mọi người hãy follow và cho subscribe một like để cho video này nổi tiếng hơn. Sự ủng hộ của mọi người chính là sự đóng góp cho em có thêm động lực để ra thêm video hơn. Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người chỉ cần bấm sub và follow thôi, bấm sub và like thôi, nó sẽ
thuật toán của YouTube nó sẽ đẩy video của em lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đã có những video dài em được 1.200 lượt xem rồi. Nhờ có mọi người có thể làm thêm những mặt ăn để mọi người thắng hơn. Cảm ơn. Giờ cái chiếc level 17 rồi. Còn Đông GB level 18 đang rất solo nhau như thế nào đây? Anh Đức Cầm. Anh Đức Cầm được bắt nhưng không sao. Anh Đức Cầm ngoài chơi hết cho anh Đức Cầm không có sợ. Hụt rồi, anh đi hụt của Đông GB rồi. Đông GB có nằm xuống không? Có nằm xuống rồi. Cả vừa rồi có thể là sai đối với Đông GB. Không thể thách thức được rồi. Anh Đạt là gì đây? Đạt bật hết công ty quay lại trở lại với đám đông. Và bây giờ thì cái trụ hai đường hai đường top mất. Bây giờ con rồng thứ tư đó là xuất hiện. Bây giờ con rồng thứ sáu rồi mọi người ạ. Rồng thứ sáu rồi. Đây là rồng rất là lâu, 35 phút. Tài rồi mọi người ạ. Rồi đã có nằm xuống tình huống của Hiếu. Hiếu có vẻ là bán hay sao ấy. Tình huống mà đi lại rất là không bất ổn định. Rồi và bây giờ quay trở lại top em cũ, con làm gì công việc em cũ là dịch lên đây để làm gì trong khi con rồng sắp ra rồi, rồng xuất hiện trong 15 giây nữa thôi mà mọi người vẫn không thể quay lại xuống con rồng 15 giây nữa để đó rồng 4. Khó hiểu mọi người ạ. Và Đức Cầm biết anh Hiếu đã chỉ còn tầm 15 giây nữa là anh Hiếu ra rồi. Cái hồ sinh rồi. Không nghe đang zombie nữa rồi. Ui rồi, làm gì nữa đây? Làm gì nữa đây? Đang có sự chuyển của giữ xuống rồi. Giữ làm gì nữa đây? Trong zombie nằm xuống rồi. Tình huống này là tình huống một căn bố của Đức cũng có thể là căng được. Đằng sau đang có sự hỗ trợ của thầy nhưng có thể là không. Vâng, con rồng nằm xuống rồi. Vâng, dành cho con rồng ôi trời ơi, rất ảo của anh Diễn. Thật ra trong tình huống này giờ anh có khi đưa đi vào không bắt cái kia, trong khi anh đồ anh là chỉ có một món kháng phép mà thôi. Anh còn lên cho mình cái trường Phan Lê Rely. Không hiểu trường Phan Lê Rely làm gì, có thể là chặt được bao nhiêu. Anh chặt cho mình Rely Rely một món kháng phép dùng chưa lên hẳn được món kháng phép nhất gai mà thôi. Thật sự là bất lực của anh Diễn. Dịch chuyển xuống mà không làm được gì cả, trong khi nó cũng cái trên mạng. Rồi bây giờ thì xong rồi, Baron xong rồi, linh hồn rồng có rồi. Ở trong ta linh hồn rồng mà lên công nghệ thì skill hồ rất là nhanh. Bây giờ đang chơi phải 6.000 tiền rồi. Tạm biệt ra ngoài sau một và hút của Vũ rất chuẩn chỉ. Bây giờ thì Vũ không có bị đi bọt ở đâu. Trong hút và đầu tiên rồi, một hút bây giờ rất khác nhau. Trong GB quay trở lại, trong GB đang rất mau chiến nhưng chưa có anti cho mình. Nếu có anti vậy đó thì trong GB tôi nghĩ là bay ra rồi đấy. Có anti rồi. Làm gì đây? Làm gì đây? Ở vị trí không biết mít đã có thầy. Và có Vũ đang bảo kê thầy rất ổn. Mà mắt tím và bom đang cắm rất nhiều. Và trong khi con Baron chuẩn bị sắp ra, nghĩ là mình sắp Baron sắp ra rồi đấy. Có hay không đây? Phải là chinh à, không phải đâu, phải là vì đổi tên nhau thế, đổi nick nhau thế, mà ai thì đổi tên rất nhiều à, cái nãy giờ phải tôi phải là chinh à, cái thua mẹ là chinh nãy giờ đánh như kích rồi, còn cái kia chinh nữa thế, sao lại vậy, hết rồi, bây giờ là Baron rồi. Bill 7 và mà chặt Bill 7 nhưng mà to không có like đâu, không mệt rồi. Có Bill 3 dừng nữa. Về ông ơi, thiếu biết về rồi. Why not? Why not?
dứt. À, đều bãi cơ. Sỏi. Yếu 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 yếu. Anh sẽ đi về đúng không? Đúng là sẽ có bây giờ có thể là tỷ số 0-3 đấy. Đức sợ. Đúng bây giờ 0-3 và dòng điện con rồng ăn tuổi sắp ra trong 3 phút nữa. Mà bây giờ có ba rôn thì chảy mạng, quy mạng ra rồi, mọi người không muốn. Vâng, bắt được rồi, chấm dứt WB. Giết tờ thải, WB chết chứ tờ thải rất nhiều. Bom có thể giết được anh Dũng. Bom có thể giết được anh Đạt với anh Nhậm. Vâng, 1-4, anh đã hết rồi. Vâng, kết thúc rồi. Nếu mà thôi em em nghĩ mày đi. Chả quá.